Xin chào anh em, mới đây trên fanpage của Toyota Việt Nam đã xác nhận thời gian ra mắt chính thức của mẫu xe Toyota Corolla Altis 2022. Theo đó, thế hệ mới của mẫu sedan hạng C này sẽ được ra mắt người dùng Việt dưới hình thức sự kiện trực tuyến vào ngày 9 tháng 3 tới đây. Hiện tại, thông tin về Toyota Corolla Altis 2022 đã được phía đại lý hé lộ tương đối đầy đủ. Theo đó, ở lần nâng cấp lên thế hệ mới, mẫu sedan hạng C sẽ có 3 phiên bản, trong đó có cả bản Hybrid. Cách đặt tên các phiên bản cũng tương tự như Toyota Corolla Cross, cụ thể là 1.8G, 1.8V và 1.8HV, cùng giá bán dự kiến lần lượt là 750, 800 và 900 triệu đồng. So với đời cũ, giá của Altis 2022 tăng tới gần 150 triệu đồng do có thêm bản Hybrid. Nếu chỉ tính riêng hai bản máy xăng thì mức tăng giá sẽ vào khoảng 40-50 triệu đồng. Với nhiều người dùng, mức tăng giá này có phần hơi cao nhưng sẽ hoàn toàn xứng đáng bởi không chỉ sở hữu thiết kế mới, Toyota Corolla Altis 2022 còn có nhiều công nghệ đáng tiền hơn. Toyota Corolla Altis thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới của thương hiệu Nhật Bản. Kích thước tổng thể dài rộng cao của xe cũng thay đổi, lần lượt là 4630x1780x1455mm, chiều dài cơ sở giữ nguyên 2700mm. Hai bản 1.8G và 1.8V có khoảng sáng gầm 128mm, còn bản 1.8HV là 149mm. Với phiên bản mới lần này, Altis đã lược bỏ sự già nua của mình bằng các đường nét với thiết kế trẻ trung đẹp mắt hơn và nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Nhìn từ phía trước, Altis 2022 đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là cụm lưới tản nhiệt được mở rộng với thiết kế sang trọng hơn. Nếu nhìn thoáng qua, người dùng có thể bị nhầm lẫn với một dòng xe sedan ở phân khúc cao cấp hiện nay như Camry 2022 hay các dòng xe Lexus 2022. Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, cả 3 phiên bản của Toyota Corolla Altis 2022 đều được trang bị hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 16 inch trên bản 1.8G tiêu chuẩn, còn hai bản còn lại sử dụng la răng 17 inch. Gương chiếu hậu trên 3 bản đều có thể chỉnh gập điện, nhưng riêng bản 1.8HV sẽ có thêm tính năng tự động điều chỉnh khi lùi. Ở phần đuôi xe có một vài sự tinh chỉnh, cụm đèn chiếu hậu LED dạng chữ L kết hợp đường chỉ mạ chrome nối liền, phía dưới là thiết kế cản sau với hai góc cạnh chữ C, tạo sự hài hòa với thiết kế tổng thể. Bên trong phần nội thất, cả 3 phiên bản của xe đều được bọc da và đi kèm ghế chỉnh điện. Hàng ghế sau cũng được trang bị đầy đủ tựa đầu khoảng để chân rộng rãi và dây đai an toàn 3 điểm tất cả các vị trí trên xe. Theo đó, bản 1.8G vẫn sử dụng bảng đồng hồ Optitron gồm đồng hồ analog kết hợp màn TFT 4,2 inch, nhưng hai bản cao hơn sẽ được trang bị màn hình kỹ thuật số 7 inch. Khu vực trung tâm có sự xuất hiện của màn hình cảm ứng 8 inch, đặt nổi có kết nối Apple CarPlay không dây, điều hòa tự động hai vùng và phanh tay điện tử. Cửa gió điều hòa đã được thiết kế lại với dạng hình thang ngược cùng viền mạ chrome nối liền chạy ngang khá đẹp mắt. Vô lăng 3 chấu bọc da cùng nhiều phím bấm tiện ích ở cả hai bên. So với phiên bản cũ, đã có thêm đường nét mạ chrome xung quanh trên mặt vô lăng. Mẫu xe này sở hữu khoang hành lý với dung tích 470 lít, cùng với đó là khả năng gập ngả hàng ghế sau giúp mang đến không gian chứa đồ thoải mái. Bên dưới nắp capo của bản 1.8G và 1.8V sẽ là khối động cơ xăng dung tích 1.8 lít, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực cùng mô men xoắn cực đại đạt 173 Nm. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis 1.8HV dùng động cơ Hybrid với động cơ xăng 1.8 lít cho công suất 97 mã lực và mô men xoắn cực đại 142 Nm, kết hợp với một động cơ điện công suất 72 mã lực và mô men xoắn 163 Nm. Tổng công suất của bản này là 122 mã lực. Tất cả phiên bản đều dùng hộp số tự động vô cấp CVT cùng hai chế độ lái thông thường và thể thao, riêng bản Hybrid có thêm chế độ EV chạy điện. Ngoài những điểm mới đáng chú ý ở trên, thế hệ mới của Toyota Corolla Altis bán ra tại Việt Nam còn được trang bị cả gói công nghệ Toyota Safety Sense trên bản 1.8V và 1.8HV. Hệ thống an toàn này bao gồm nhiều tính năng hiện đại như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách và đèn pha thông minh. Bên cạnh đó, bản 1.8HV còn có thêm màn hình hiển thị kính lái HUD, cảnh báo điểm mù và cảnh báo áp suất lốp. Với những cải tiến mới mẻ đặc biệt về thiết kế ngoại thất cũng như tính năng tiện ích và công nghệ, Toyota Corolla Altis 2022 đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới trong mắt nhiều người. Theo đánh giá của chúng tôi, mẫu xe này sẽ lấy lại được phong độ của mình và là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc sedan hạng C. Bởi từ trước đến nay, Altis luôn là một mẫu xe được người dùng tin tưởng lựa chọn bởi sự sang trọng, bền bỉ và rất giữ giá. Còn bạn thì sao? Bạn thấy mẫu xe này thế nào? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!